Mọi người nhớ xem quảng cáo ủng hộ ad dịch bài. Cảm ơn mọi người. Phú Đại Gia ở rễ, tập 726. Thế nào? Ngươi là một tên chó xanh của quốc đảo, cũng thích lên mặt dạy đời hay sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên cười nói, đến đây, ngươi đến dạy ta một chút, hối hận hai chữ, viết như thế nào? Lý Đường cười lạnh nói, tuy rằng ta không đến Kim Lăng nhiều lắm, nhưng ngươi phải hiểu, giới thượng lưu của Đại Hạ có liên kết chặt chẽ với nhau. Ví dụ như Kim Gia Kim Lăng, ngươi có nghe quá nói qua rồi chứ? Kim Gia Nhị Thiếu Gia, Kim Trạch Tuấn là anh họ xa của ta. Với thân phận của hắn ở Kim Lăng, một lời nói ra cũng có thể để cho ngươi chết rất khó coi. Nói đến đây, Lý Đường vẻ mặt lạnh lùng. Rõ ràng khi còn ở Kim Lăng, chỉ cần mang theo bảng hiệu của Kim Trạch Tuấn, hắn luôn không gặp bất lợi gì. Kim Trạch Tuấn sao? Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Bùi Minh mỉm cười, sau đó nhẹ giọng nói, được rồi, cứ để Kim Trạch Tuấn tới đi, để hắn nói cho ta biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Nguyên bản Lý Đường đang chờ Bùi Minh cúi đầu, lúc này mới sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Bùi Minh lại có phản ứng như vậy khi nghe thấy ba chữ Kim Trạch Tuấn. Tên khốn, ta đang nói đến thập đại gia tộc cao cấp Kim Gia Kim Lăng Nhị Thiếu Gia Kim Trạch Tuấn. Tiểu tử, ngươi dù sao cũng là đi lại tại Kim Lăng, ngươi biết Kim Gia Kim Lăng đúng không? Ngươi biết Nhị Thiếu Gia của Kim Gia hay không? Lý Đường nhịn không được nhắc nhở Bùi Nguyên Minh một câu. Ở Kim Gia là đại thiếu, dưới một người trên vạn người. Bùi Nguyên Minh khẽ cười nói, ta đương nhiên biết Kim Gia. Ngươi có thể để cho vị Kim Nhị Thiếu này đến dạy ta làm sự tình là được. Tốt, ngươi quả có gan. Lý Đường bị lời nói lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh kích động, lúc này không khỏi hướng về phía Bùi Nguyên Minh, giơ ngón tay cái lên, lạnh lùng nói, tốt, ngươi có bản lĩnh, ngươi có gan. Vì ngươi muốn chết, ta liền thành toàn cho ngươi. Rất nhanh, ngươi liền sẽ biết, xúc phạm Kim Gia ở Kim Lăng, hậu quả sẽ như thế nào. Ta cũng sẽ cho ngươi biết, tiếc nuối hai chữ này, rốt cuộc nên viết bao nhiêu từ, đến cùng hẳn là viết như thế nào. Hiển nhiên Lý Đường cũng có chút tự tin nói. Mặc dù hắn chỉ là chó săn của đạo quốc, mặc dù không kiêu ngạo như Thiên Diệp Đại Hùng, nhưng lý đường của hắn nhất định không phải là thứ mà tiểu nhân vật có thể khiêu khích. Ngược lại, bởi vì lý đường không phải chân chính đại thiếu, cho nên tính cách có thù tất báo. Cho tới nay, tiểu nhân vật dám trêu chọc tới hắn đều sẽ chết không có chỗ chôn, chết vô cùng thê thảm. Vài mỹ nữ cách đó không xa nhìn cảnh này đều có vẻ mặt không đành lòng chứng kiến. Tên điểu ti này không biết cái gì gọi là thấp hèn, cái gì gọi là ngoan ngoãn. So với một hào môn đại thiếu như Thiên Diệp Đại Hùng, Bùi Minh đúng là cái rắm. Thật đúng cho là mình xem như một nhân vật lớn rồi sao? Một khi Lý Đường không quan tâm ra tay, chỉ sợ họ Bùi rất nhanh liền sẽ biết chữ chết viết như thế nào. Hơn nữa, các nàng cũng cảm thấy rằng trò hay sắp trình diễn, cũng không bao lâu nữa sẽ diễn ra. Giờ phút này, cả đôi bên có thể nói là nồng nặc mùi thuốc súng. Nhưng vì Trịnh Khánh Vân, cuối cùng mọi người vẫn ngồi bên nhau. Rốt cuộc, hiện tại chúng ta đã lên du thuyền rồi, không thể cứ như vậy rời đi, đúng không? Bùi Nguyên Minh không có ý cho người khác mặt mũi, anh trực tiếp ngồi vào chỗ mà Giang Nguyệt Minh đã dành cho Thiên Diệp Đại Hùng, bên cạnh Trịnh Khánh Vân. Mảy may mặt mũi và cơ hội cũng không cho Thiên Diệp Đại Hùng. Giang Nguyệt Minh đáy mắt nồng đậm sát ý, nhưng là cuối cùng cũng không nói lời nào dưới dấu hiệu của Thiên Diệp Đại Hùng. Ngay sau đó, đầu bếp Michelin đã mang đến những món ăn ngon đã chuẩn bị sẵn, và Thiên Diệp Đại Hùng cũng ra hiệu cho những người khác mở Suntory Whisky của đảo quốc. Lập tức toàn bộ trong khoang thuyền đều tràn đầy mùi rượu. Trước sự nhắc nhở của Thiên Diệp Đại Hùng, Lý Đường đứng dậy rót cho mỗi người một ly lớn. Rượu whisky của xứ Vạn Đảo tuy ngọt nhưng 10 phần cao cấp, thuộc loại rượu người sẽ rớt đài sau khi uống mấy ly. Vì vậy khi Lý Đường bưng chai rượu tới chỗ Trịnh Khánh Vân, Trịnh Khánh Vân trực tiếp cầm cái ly giấu xuống nói, xin lỗi, ta không biết uống rượu, hôm nay uống chút nước trái cây là được. Rõ ràng bài học của quán ba Thượng Phát vẫn còn sống động trước mắt.
Trịnh Khánh Vân cũng không muốn diễn lại một việc phiền phức trước đây. Nếu không, sau này Bùi Nguyên Minh sẽ không ra mặt đi với cô nữa. Trịnh tiểu thư, ai cũng biết cô là tân binh của làng giải trí, là nữ thần trong sáng. Thật là một vinh dự cho tất cả chúng ta khi được biết cô. Vì vậy hôm nay là một ngày tốt lành hiếm có. Mọi người gặp nhau cũng là duyên số. Khi vui mà thiếu rượu thì làm sao được, đúng không? Đến uống một hơi thôi. Đây là cống phẩm của hoàng thất do Thiên Diệp đại thiếu từ đảo quốc mang tới. Người bình thường căn bản là không được uống. Lý Đường tỏ ra rất vinh hạnh. Nào, một ly thôi, chúng tôi sẽ không ép buộc cô. Vừa nói chuyện, Lý Đường vừa cười vừa rót một ly đầy cho Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân sắc mặt có mấy phần khó coi, mở miệng nói: Xin lỗi, ta thực sự không uống được. Này Khánh Vân, lúc này tất cả mọi người đều ở đây, uống chút rượu cho vui là được rồi. Đây là cống phẩm của hoàng thất đó. Đúng vậy, nếu như cô bỏ lỡ sẽ không còn nữa. Cô liền cho Thiên Diệp đại thiếu cùng Lý thiếu một chút mặt mũi được không? Người ta từ ngàn dặm xa xôi đảo quốc tới đây, cô cũng coi là nửa cái chủ nhân, thế mà có thể như vậy chứ? Giang Nguyệt Minh và những người khác giờ phút này đều mở miệng hy vọng Trịnh Khánh Vân cho chút mặt mũi, uống một ngụm. Đáng tiếc, Trịnh Khánh Vân lúc này sắc mặt đen lại, hoàn toàn không có động tĩnh. Thiên Diệp đại hùng cười cười nói: Trịnh tiểu thư, chẳng lẽ cô còn đang phiền muộn? Chúng ta vừa rồi làm khó dễ tỷ phu của ngươi, cho nên cô rất tức giận sao? Trịnh Khánh Vân không chút khách khí nào nói: Không sai. Vừa nghe Trịnh Khánh Vân nói như vậy, Thiên Diệp đại hùng và những người khác hơi hít mắt lại, hiển nhiên nghĩ không ra. Nữ nhân này nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng lại khó giải quyết cùng khó chịu như vậy. Nhưng ngay sau đó, vẻ thù địch trên mặt Thiên Diệp đại hùng tan biến, thay vào đó là một loại vui đùa. Hắn liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh tại bên cạnh đang ăn như gió cuốn, cười nói: Bùi thiếu, vừa mới là chúng ta không đúng, không nên trêu chọc tới ngươi. Tất cả mọi chuyện là lỗi của ta, còn xin ngươi đại nhân đại lượng, không cần so đo với ta. Vừa nói xong, Thiên Diệp đại hùng cung kính cúi đầu chào Bùi Nguyên Minh theo lễ tiết của đảo quốc. Làm xong động tác này, hắn khẽ cười nói: Chỉ có điều, hôm nay gặp nhau chính là duyên phận. Mọi người đã gặp vui vẻ như thế, có phải là nên thật tốt uống một ly hay không? Mấu chốt nhất chính là rượu đều đã mở, không uống thì sẽ rất lãng phí hay sao? Trong lúc nói chuyện, Thiên Diệp đại hùng chỉ tay, nhìn thấy mấy chai rượu đặt trên bàn, nhìn thế nào cũng rất hấp dẫn. Bùi Nguyên Minh cười mà không phải cười nói: Không sai, xác thực hẳn là thật tốt uống một chút. Hôm nay là một ngày vui vẻ như vậy. Nhưng mà Trịnh Khánh Vân sẽ không uống. Mọi người cũng không cần ép buộc nàng. Phần của cô ấy ta sẽ uống. Dù gì thì ta cũng là bạn trai của cô ấy. Ta sẽ giúp trợ hứng cho mọi người. Vấn đề không lớn, đúng không? Vừa nói chuyện, Bùi Nguyên Minh vừa nâng ly. Giang Nguyệt Minh vừa muốn nói ngươi tính là cái đồ vật gì, nhưng là rất nhanh phản ứng lại, một mặt trêu tức. Lý Đường nở nụ cười: Ồ, Bùi đại thiếu, vì ngươi đã nói mình là bạn trai của Khánh Vân, vậy thì ngươi hãy uống rượu thay cô ấy đi. Nhưng có một quy tắc trong vòng kết nối của chúng ta, đó là ngoài ly của cô ấy, chính là ngươi cũng một ly kia. Ngươi cũng chạy không thoát đâu. Vì ngươi chuẩn bị uống thay, cũng không nên thay đổi quy củ. Trong lúc nói chuyện, Lý Đường lại rót thêm một ly whisky. Hai ly rượu đã được đẩy tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Cảnh tượng này khiến cho mi mắt Trịnh Khánh Vân dịch dịch. Cô vội vàng đá vào người Bùi Nguyên Minh, ra hiệu anh đừng đến đấu rượu với những người đó một cách ngu ngốc. Hiển nhiên, Trịnh Khánh Vân cũng không ngu. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được, Lý Đường cùng những người khác không có hảo ý. Bùi Nguyên Minh thật giống như không cảm nhận được cú đá của Trịnh Khánh Vân. Lúc này mới cười nói: Được rồi, Lý Thiếu đã nói như vậy, ta nhất định sẽ tuân theo quy tắc của các ngươi. Đến, nào mọi người. Đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh cầm lên hai ly rượu uống xuống. Bùi Thiếu thực sự rất là sảng khoái. Thiên Diệp đại hùng cũng cầm ly rượu lên uống một hớp. Cùng lúc đó, Lý Đường cũng uống cạn ly rượu. Hai người bọn hắn tự cao tự đại, một mặt cười lạnh nhìn Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, Bùi Nguyên Minh chính là một tên ngu bò. Chỉ cần bọn hắn đem Bùi Nguyên Minh chuốc say,
còn sợ không có thời gian giày vò Trịnh Khánh Vân hay sao? Đến lúc đó, muốn giày vò như thế nào cũng đều có thể. Đến, tất cả mọi người cùng đến đi. Thiên Nhiệt Đại Hùng mỉm cười, tự mình đi về phía trước. Sớm biết Bùi Thiếu Ngươi sảng khoái như thế, chúng ta hẳn là có thể trở thành hảo bằng hữu với nhau. Nào, uống nữa đi, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Không có vấn đề, ta vẫn tuân theo quy củ. Bùi Nguyên Minh lại cụng ly với Thiên Diệp Đại Hùng, sau đó ngẩng đầu uống hai ly lớn. Giang Nguyệt Minh nhìn cảnh này trên mặt nở nụ cười. Giờ phút này nàng nhận trách nhiệm một tiểu muội rót rượu, không có chút nào khách khí. Bùi Thiếu, vừa mới là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Tới, chúng ta uống một ly. Một thanh niên mặc đồ tung cẩu khác đi tới, mỉm cười mời rượu với Bùi Nguyên Minh. Chúng ta đêm nay sẽ không say không về. Bùi Nguyên Minh, anh đừng uống nhiều như vậy. Trịnh Khánh Vân nhìn cảnh này với vẻ mặt lo lắng. Cô sợ Bùi Nguyên Minh hơn sợ chính mình gặp tai nạn. Được rồi, uống một chút đi. Bùi Nguyên Minh dường như không nhìn ra vẻ sợ hãi của Trịnh Khánh Vân, lại uống cạn hai ly rượu, trên mặt nở nụ cười. Bùi Thiếu, tài sản của ngươi mấy chục tỷ, ngươi mới là người mà ta cần phải ngưỡng mộ. Còn ngươi lại là cố vấn phong thủy chính phủ Kim Lăng, đây mới là một đại nhân vật. Đến, mọi người cùng đến đi. Tất cả mọi người có mặt đều tươi cười nâng ly, ai cũng nâng ly chúc mừng, làm như khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, ai cũng đều hăng hái không kém gì huynh đệ thân yêu đã thất lạc từ lâu. Bùi Nguyên Minh cũng không hề từ chối, bất luận kẻ nào bước tới đều uống hai ly, uống đến nỗi tất cả mọi người đều lớn tiếng hò hét. Chẳng mấy chốc đã uống hết một tá whisky hoàng gia. Toàn bộ trong khoang thuyền mùi rượu đánh vào trong mũi. Anh rể, đừng uống nữa, uống nữa sẽ xảy ra chuyện đó. Nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Nguyên Minh, Trịnh Khánh Vân càng thêm lo lắng. Cô không ngừng khuyên can anh, nhưng Bùi Nguyên Minh ra vẻ cấp trên, khuyên thế nào cũng đều không nghe. Trịnh Khánh Vân bắt đầu nghĩ mà sợ, tại sao mình lại mang theo Bùi Nguyên Minh tới bữa tiệc này? Nếu Bùi Nguyên Minh xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Lúc những người đàn ông có mặt uống xong, Bùi Nguyên Minh đã một mình uống hết 3 phần rượu, có thể xưng là dọa người. Ôi Bùi Đại Thiếu, ngươi thật là một trang hào kiệt. Lúc này Giang Nguyệt Minh cũng cầm ly rượu đi tới. Có thể cùng ngươi uống rượu, quả thực là có phúc ba đời. Ngươi tuyệt đối phải nể mặt ta. Trong lúc nói chuyện, Giang Nguyệt Minh còn nũng nịu nháy mắt với Bùi Nguyên Minh. Trịnh Khánh Vân vô thức ngăn ở trước mặt Bùi Nguyên Minh nói, Nguyệt Minh, chuyện này không được, để ta uống rượu với cô. Khánh Vân, cô thế này không tốt. Từ xưa đến nay, đều là nam nhân thay nữ nhân uống rượu. Nào có đạo lý nữ nhân thay nam nhân uống rượu đâu. Làm như vậy là ngươi đang nói cho mọi người biết Bùi Nguyên Minh là một tên phế vật sao? Vừa nói xong, Giang Nguyệt Minh cũng kiều mị cười một tiếng với Bùi Nguyên Minh. Bùi Thiếu, ngươi không cần nàng uống thay cho mình như vậy, đúng không? Sau khi vừa nghe được hai chữ uống thay, tất cả mỹ nữ trong sân đều nở nụ cười, mập mờ vô cùng. Giữa sân, bầu không khí nháy mắt nóng bừng. Khánh Vân, ngồi đi, tôi nói cho cô biết, Giang tiểu thư nói rất đúng. Nam nhân, thế nào có thể để cho nữ nhân uống thay được chứ? Bùi Nguyên Minh cười, cầm ly rượu lên, chạm ly với Giang Nguyệt Minh, nháy mắt, đáy hai ly dựng ngược lên. Giang Nguyệt Minh lại cầm chai rượu lên, rót đầy hai cái ly, nói, Bùi Đại Thiếu, chúng ta lại uống tiếp một lần nữa đi. Cho ta xin lỗi vì những gì ta đã làm trước đây, Bùi Đại Thiếu. Hy vọng Bùi Đại Thiếu, người có thể tha thứ cho ta. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, tiếp nhận lời xin lỗi của mỹ nhân. Sau đó, liền uống một hơi cạn sạch hai ly rượu. Sau đó, thân thể Bùi Nguyên Minh hơi chao đảo một cái. Dường như anh đã bị men rượu lấn át. Vừa nhìn thấy cảnh này, Thiên Diệp Đại Hùng đưa mắt ra hiệu với vài danh viện thiên kim khác. Ngay lập tức sau đó, những người phụ nữ này cũng cầm ly rượu lên, tiến về phía trước. Một vẻ muốn đem Bùi Nguyên Minh chuốc say. Rõ ràng nếu không làm cho Bùi Nguyên Minh say, không để cho Bùi Nguyên Minh xấu mặt, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng mấy chốc, một vòng rượu đã được uống hết, lại có một hộp whisky hoàng gia bị uống sạch. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Diệp Đại Hùng đột nhiên cười lạnh liên tục. Trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh chính là một tên não tàn, một tên ngu bò. Sau khi bị nhiều người xa luân chiến như thế, bị nhiều người rót rượu như thế, thế mà còn dương dương đắc ý, nhìn đoán không ra sao.
Đây không phải là một tên ngu bò sao? Hơn nữa, theo kinh nghiệm của Thiên Diệp Đại Hùng, Bùi Nguyên Minh đã như vậy rồi. E rằng nhiều nhất nửa hiệp tiếp theo, Bùi Nguyên Minh liền triệt để hết phim. Sau khi ngã xuống, hắn không bị nôn mửa thì cũng phải hôn mê. Còn Lý Đường nhìn cảnh này với vẻ vui đùa, chỉ có thể nói, quả nhiên vẫn là Thiên Diệp Đại Thiếu trâu bò. Người đảo quốc không đánh mà thắng, giết người tru tâm một chiêu kia, đã chơi đến dày công tu luyện. Tùy tiện một câu, liền có thể trêu đùa, chơi chết một tiểu nhân vật như Bùi Nguyên Minh. Điều quan trọng nhất là, một tiểu nhân vật như Bùi Nguyên Minh còn bị chơi đến cam tâm tình nguyện. Căn bản không biết, mình đã biến thành món đồ chơi cho Đại Thiếu. Nghĩ đến đây, Lý Đường lại phất tay, để người đưa tới một hộp Royal Whisky, trực tiếp mở ra nói: Bùi Thiếu, chúng ta hận gặp được nhau, thật sự muộn màng, tới tới tới, chúng ta lại uống một ly. Ngay sau đó đám người lại tiếp tục xa luân chiến, rất nhanh, một hộp whisky khác cũng bị đổ xuống. Trường Khánh Vân nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đứng vị bàn cũng không đứng nổi vững, vội vàng nói: Bùi Nguyên Minh, anh thực sự không uống được nữa, nếu anh uống nữa, em sẽ tức giận. Bùi Nguyên Minh kéo mở cổ áo, hai mắt mờ mịt nói: Đàn ông không thể nói không. Thiên Diệp Đại Thiếu, rượu của ngươi không đủ nồng, chúng ta chuyển qua uống Mao Đài đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dáng vẻ mê rượu như thế, Thiên Diệp Đại Hùng cười lạnh một tiếng, sau đó nói: Được, lấy ra hai hộp Mao Đài trân quý 82 năm của ta. Hôm nay chúng ta nhất định phải cùng Bùi Đại Thiếu không say không về. Cả hai bên cùng mở chai và uống tiếp. Chỉ là thực sự ngạc nhiên, Bùi Nguyên Minh tưởng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt ngã xuống, anh lại có thể tiếp tục đứng vững. Trịnh Khánh Vân dùng hết lời ngon ngọt, đói đến hai mắt đẫm lệ, nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn là tư thế đại nam nhân, hoàn toàn không để ý tới Trịnh Khánh Vân, mà là tiếp tục cùng những người khác cạn ly. Chẳng mấy chốc, một hộp Mao Đài khác đã bị uống cạn. Rượu đế cùng whisky trộn lẫn vào nhau. Gần một nửa số khách mời không chịu nổi, tất cả đều ngã xuống đất say khướt. Ngay cả Thiên Diệp Đại Hùng cũng dựa vào sofa thở hổn hển, cũng không có gan tiếp tục nâng cốc chúc mừng. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh khẽ mỉm cười, cả người bình thường trở lại, tự mình rót một ly rượu, sau đó đem chai Mao Đài đi đến đám người Lý Đường. Tới tới tới, mọi người không nên khách khí, các người nâng ly với ta nhiều như vậy, hôm nay ta sẽ mượn hoa hiến Phật. Dùng rượu của Thiên Diệp Đại Thiếu thật tốt mời các ngươi một chút. Các ngươi nhiệt tình, ta cũng phải nhiệt tình lại một chút. Tới tới tới, chúng ta hôm nay cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta không nên khách khí. Bùi Nguyên Minh cười tủm tỉm lượn qua một vòng, mọi người một người chính là ba ly, không chút do dự. Thiên Diệp Đại Hùng, Lý Đường đám người lúc đầu còn khinh thường, cho rằng tên khốn Bùi Nguyên Minh không biết trời cao đất rộng, lại dám chủ động tìm bọn hắn uống rượu. Bọn hắn đều cho rằng Bùi Nguyên Minh sợ là đã chịu hết nổi rồi, nếu không bọn hắn làm sao có thể nát óc làm ra loại chuyện này được chứ. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của bọn hắn trở nên méo mó, bởi vì Bùi Nguyên Minh có vẻ như đang say rượu, nhưng anh ta vẫn là không ngừng đi hết vòng này đến vòng khác. Mỗi người đều đặt ba ly, và chẳng mấy chốc tất cả các cung tần mỹ nữ đều say sưa bò lê bò càng ra đất. Và những người đàn ông kia về cơ bản đã rất khá nhiều. Trong sân lúc này chỉ còn lại Thiên Diệp Đại Hùng và Lý Đường hai người còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Nhưng là trước trước sau sau, bọn hắn ít nhất cũng đã uống hết 3 lít rượu rồi. Giờ phút này làm sao có thể tiếp tục uống tiếp. Giờ phút này lưỡi của bọn hắn cũng đã liếu hết cả lại. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh vẫn không hề dừng lại, thay vào đó, mỗi người lại tiếp một ly, tiếp tục chào hỏi mọi người, không nên khách khí, không cần cho ăn mặt mũi. Đến 3 ly nữa, đừng nói là Lý Đường, ngay cả Thiên Diệp Đại Hùng cũng không chịu nổi nữa. Rất nhanh, Lý Đường sụi lơ trên mặt đất, mất đi ý thức. Thiên Diệp Đại Hùng tuy có thể cầm cự, nhưng ánh mắt hắn đã mờ mịt, cả người phát run. Trần Khánh Vân sững sờ nhìn cảnh này. Anh rể của mình quả thực rất tuyệt, một người trực tiếp hạ gục biết bao nhiêu người sao. Thiên Diệp Đại Thiếu,
ngươi từ ngàn dặm xa xôi từ đảo quốc tới, ta tốt xấu xem như là chủ nhân, đến, chúng ta lại uống một ly nữa đi. Thiên Diệp Đại Hùng lúc này trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người uống khiếp đảm như vậy. Vương Bát Đản, ngươi có còn là con người hay không? Kinh khủng, thật sự ngươi quá đáng sợ. Hắn vì uống rượu liền nội tức đều thôi động, nhưng là kết quả tấu lượng vẫn không sánh bằng Bùi Nguyên Minh. Đây có còn là con người hay sao chứ? Còn Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không thay đổi, lại rót tiếp một ly rượu, nói: Thiên Diệp đại thiếu, chúng ta hôm nay cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, nào uống thêm một ly. Rầm. Thiên Diệp Đại Hùng trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, cũng không biết đến cùng là hắn xỉn thật hay là hắn giả vờ.